Vào tối nay, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên đã được huy động cùng màn trình diễn ánh sáng hiện đại rực rỡ, hứa hẹn sẽ đem tới lễ khai mạc những màn trình diễn đặc sắc. Tuy nhiên, để có được một lễ khai mạc hoành tráng, các nghệ sĩ, diễn viên đang phải rất nỗ lực chuẩn bị để hoàn thành các phần biểu diễn của mình. Phóng sự do phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An thực hiện từ Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Thưa quý vị và các bạn, đây là Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc của Ngày hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Cho đến lúc này thì những chi tiết cuối cùng của lễ khai mạc đã được gần như hoàn tất. Ngay sau buổi tổng duyệt diễn ra, dù thời gian đến lễ khai mạc không còn nhiều, nhưng hàng ngàn diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng vẫn phải cùng với ban tổ chức hoàn thiện thêm các phần trình diễn chưa được như ý. Với tinh thần tất cả vì SEA Games, toàn bộ các nghệ sĩ cũng như các diễn viên quần chúng đều không quản ngại vất vả để chỉnh sửa từng chi tiết, dù là nhỏ nhất của các bài đồng diễn. Mỗi người đều có chung một suy nghĩ, một ý chí là nỗ lực hết sức mình để lễ khai mạc diễn ra một cách hoàn hảo nhất. Em cũng rất là vinh dự khi là được đóng góp một phần nhỏ nhưng mà góp phần tạo nên thành công lớn dành cho lễ khai mạc của bọn SEA Games. Diễn viên bọn em cũng rất là cố gắng và nỗ lực để có thể mang lại một màn trình diễn hoàn chỉnh và đẹp dành cho khán giả và để tạo nên thành công cho SEA Games. Bọn em luyện tập rất là vất vả. Có thể là cả ngày luôn, một ngày là 3 buổi bọn em luyện tập và nói chung là ngày nắng thì cũng như ngày mưa và ngày mưa thì cũng như ngày nắng. Đây là lần đầu tiên một sự kiện lớn của Việt Nam có đủ điều kiện về thiết bị kỹ thuật và sự hỗ trợ của công nghệ mới trong nghệ thuật thể hiện như công nghệ trình chiếu, hình ảnh, đồ họa, công nghệ thực tế ảo tăng cường. Công nghệ thực tế mở rộng và thực tế ảo kết hợp với các màn trình diễn nghệ thuật của hàng ngàn diễn viên. Bài biểu diễn mang tên Hồn Sen Việt được xem là một trong những tiết mục hấp dẫn của lễ khai mạc với sự tham gia của diễn viên múa nổi tiếng Linh Nga. Cũng như các thành viên khác, Linh Nga đã phải cố gắng để thể hiện hoàn hảo nhất phần trình diễn của mình với tinh thần tất cả cho thành công của lễ khai mạc. Quá nhiều là công sức của tất cả mọi người, các anh chị, các thầy cô, các biên đạo, họ đã ở đây suốt bao nhiêu tháng này rồi. Và Nga thì đợt này lại ở trong miền Nam cho nên là cái cách tập nó cũng rất là khó khăn ở hai miền. Nhưng mà ra đến thủ đô Hà Nội thì thấy cái không khí nó cũng đang rất là hừng hực. Và nói thật là nhiều lúc là rất là mệt bởi vì sân vận động quá lớn. Mong rằng cái SEA Games thật là thành công tốt đẹp và chúc cho Việt Nam mình sẽ thật là tốt. Bởi vì là một bài múa không nói lên điều gì cả, nhưng mà một cái ý chí quyết tâm và một cái tinh thần đoàn kết thì nó sẽ là một cái gì đó biểu tượng cho cái sức mạnh tuổi trẻ của Việt Nam. Lễ khai mạc SEA Games 31 với chủ đề Cùng tỏa sáng, Let's Shine cũng là tiêu đề của bài hát chính thức của SEA Games 31, là khát vọng vươn lên của Việt Nam và các nước Đông Nam Á, đề cao tình đoàn kết, chia sẻ để kiến tạo một cộng đồng bền vững trong bối cảnh thế giới đứng trước những biến động và thử thách lớn lao. Hy vọng là với sự nỗ lực của ban tổ chức, các nghệ sĩ và các diễn viên sẽ mang đến một lễ khai mạc hoành tráng và ý nghĩa của Ngày hội Thể thao lớn nhất Đông Nam Á này.